Chị ưng nhìn thấy bóng lưng rời đi của Soha, kiếp sống đầu tiên hiện lên trong tâm trí của cô. Soha mang theo một thanh kiếm đẫm máu, biểu cảm rất lạnh lùng. Vì để tìm ra sự thật, chị ưng quyết định đuổi theo Soha. Soha lúc này đến địa điểm đã thỏa thuận trước đó. Anh vừa bước vào, có một người bị rơi xuống. Anh bước tới gần để kiểm tra, phát hiện đây là giám đốc bang của công ty cho vay. Và hung thủ vẫn chưa rời đi, Soha vội đuổi theo và chặn tên đó lại. Dù anh khuất phục được hai tên côn đồ, nhưng đã bị một gậy đánh vào đầu. Những tên đó nhân cơ hội bỏ trốn, chị ưng lúc này mới bước vào tòa nhà. Cô ấy lầm tưởng người nằm trong đó là Soha, cả người cô suýt nữa là đã kêu lên. Cả hai ôm nhau thật chặt. Ngay sau đó cảnh sát đến hiện trường, phong tỏa nơi này, thuộc hạ của giám đốc bang ở bên ngoài hiện trường. Và có cả ông Im, đến tối, thư ký báo cáo với bố của Soha, vụ án giám đốc bang ngã chết sẽ kết thúc như một vụ tự sát. Bố Soha ngay lập tức gọi điện cho cậu của anh ấy, cho biết chuyện của Soha đã trở nên phức tạp. Cùng lúc đó, bố Soha cho gọi Chi Ưng đến nhà. Ông ta lấy một phong bì ra khỏi túi và đặt nó lên bàn. Chi Ưng không hiểu ông ta rốt cuộc đang giấu giếm điều gì. Khi còn nhỏ, Soha đã suýt chết và lần này bị thương. Là một người cha, ít nhất phải đứng ra bắt bằng được thủ phạm. Bố của Soha cho biết ông đang bảo vệ Soha theo cách riêng của mình. Chi Ưng chỉ cần im lặng là được. Phải chăng ông đã biết thủ phạm là ai rồi? Nói mà cô không chịu hiểu nhỉ? Cô đi đi. Mối quan hệ giữa Egon và Minky ngày càng trở nên thân thiết. Egon nhắc nhở Minky, dù anh có đi ra ngoài nhiều, cũng đừng có bỏ bữa, muốn ăn gì thì cứ nói. Đúng lúc Chi Ưng trở về nhà, cô nhìn hai người như này, còn tưởng rằng Minky là đứa con thất lạc của Egon. Trên đường đi về nhà, Chi Ưng đã mua cho Egon một chiếc váy màu mù tạt. Điều này khiến Egon rất cảm động. Chi Ưng gọi Minky ra ngoài nói chuyện. Cô nói rằng mình đã nhìn thấy kiếp sống thứ nhất, có một người rất quan trọng với cô ở kiếp này. Nghe vậy, Minky có vẻ thất vọng. Chi Ưng đột nhiên hỏi anh, chuyện anh đến đây làm việc có thật là tình cờ không? Có phải kiếp đầu tiên của tôi, có cậu trong đó không? Lẽ nào chúng ta là tình nhân từ ngàn năm trước? Dĩ nhiên là không. Minky đề nghị Chi Ưng thử cầm chuông một lần nữa, có thể cô sẽ nhớ ra gì đó. Chi Ưng dường như trở về 1000 năm trước, là một cô gái dệt, nụ cười của Soha thật tỏa nắng. Hai người gặp nhau ở trên cầu, thấy đến đây, Chi Ưng bỏ chiếc chuông xuống. Cô xác định rằng mình và Soha đã có duyên từ kiếp đầu tiên. Cô đứng dậy và rời khỏi phòng Minky. Tuy nhiên Chi Ưng chỉ vừa mới thấy được một nửa ký ức. Bên này, thuộc hạ của giám đốc bang mang theo chiếc túi đến trước nhà Soha. Hóa ra lúc những tên côn đồ đang chạy đến, giám đốc bang đã bảo anh ấy mau chạy đi. Điều này đã cứu sống anh một mạng. Vì để trả ơn, anh ấy quyết định giao bằng chứng cho Soha. Đại ca của bọn tôi không tự sát. Anh ấy nói ở trong có chứng cứ để tìm thủ phạm. Những gì có ở bên trong túi sách đều nói về người đã lái xe Ben đâm trúng xe của Soha. Và người này chính là bố của Chi Ưng. Soha có chút sốc. Anh nhớ lại Chi Ưng đã từng nói, đôi lúc kẻ thù ở kiếp trước lại trở thành máu mủ của mình ở kiếp này, tốt hơn hết là cắt đứt quan hệ. Điều này không khỏi khiến Soha có đôi chút nghi ngờ. Lẽ nào Chi Ưng sớm đã biết về vụ tai nạn xe? Soha tự hỏi mục đích của Chi Ưng tiếp cận anh là gì. Sau đó anh nhận được cuộc gọi từ Chi Ưng. Cô lầm tưởng rằng cả hai đã yêu nhau từ ngàn năm trước, rất phấn khích, hai người đã yêu nhau say đắm. Nhưng tiếc là lại bị giết vì bị buộc tội phản nghịch. Tuy nhiên nội tâm của Soha lúc này rất phức tạp. Anh không muốn Chi Ưng có liên quan gì đến cuộc sống trước đây của anh. Nói cách khác, anh không muốn Chi Ưng có liên quan gì đến cái chết của chị gái. Nhưng Chi Ưng không hiểu nghĩa của từ. Cô tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Câu cuối cùng đó, em hãy nói lần nữa đi, linh hồn hai ta sẽ được hợp nhất và tìm được bình yên. Soha ngắm nhìn mặt trăng và ngừng nói. Sáng ngày hôm sau, anh bỏ sơ yếu lý lịch của Chi Ưng và người lái xe Ben gây ra tai nạn vào lại trong túi. Chi Ưng cũng thấy thái độ của Soha khác hẳn mọi khi, nhìn trông rất nghiêm trọng. Thì đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng reo lên, là bố của Chi Ưng gọi đến. Cô ngay lập tức lao ra sảnh. Ông bố vừa nằm trên ghế sofa chỉnh sửa tất, vừa chửi rủa con gái. Anh trai duy nhất hiện đang sống một mình, cô phải đến dọn dẹp và nấu cơm cho anh trai. Trên thực tế, ông ta muốn Chi Ưng thuê cho mình một phòng ở khách sạn này. Đừng nói vớ vẩn, trước khi tôi đuổi ông, hãy lặng lẽ đi ra ngoài đi. Cái gì, mày đuổi bố à? Con nhỏ mất dạy này, nghe nói mày đang cặp bồ với giám đốc khách sạn này mà. Vậy mà một phòng cũng không cho đổi. Chi Ưng tóm lấy ông bố, đưa ông ta ra ngoài, và bắt taxi đưa ông ta về nhà. Toàn bộ cảnh xảy ra đã được theo dõi bởi Soha. Mọi nghi ngờ trong lòng anh cũng tan biến. Anh mời Chi Ưng về nhà ăn cơm sau khi tan làm. Mặc dù không biết tại sao thái độ của Soha đột ngột thay đổi, nhưng Chi Ưng rất vui, sàng A đầu thai thành Hana. Cô đi đến khách sạn, tặng giám đốc Trang một bó hoa và dòng tin nhắn để lại khiến bà ta giật mình. Đây là loài hoa em thích nhất, chị nhớ chứ? Giám đốc Trang vội ném hoa lên bàn. Hóa ra lúc Sang A còn sống, loại hoa cô thích nhất là hoa lion. Điều này không khỏi khiến giám đốc Trang hoảng sợ. Sau khi tan làm, Chi Ưng thú nhận với Soha rằng người vừa rồi là bố của cô. Cô chưa bao giờ có tuổi thơ tốt đẹp, bố cô là một tay chơi cờ bạc. Mỗi đêm, cô đều ngủ trong nỗi bất an và mỗi sáng thức dậy trong đau buồn. Chỉ có thể chịu đựng kiệt sức về thể chất và tinh thần. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi ngôi nhà đó. Lúc cô không còn nơi nào để đi, Egon hiện đang sống chung đã đón nhận cô, dù không phải người nhà. Nhưng Egon luôn hỏi cô ngủ ngon không mỗi khi cô thức dậy, và ở bên cô khi cô bị ốm. Khi có chuyện vui, Egon là người vui hơn cả cô.
chúng ta hãy cứ đặt gia đình sang một bên đi, anh đã quyết định sẽ chỉ nghĩ cho hai chúng ta thôi. Chi Ưng nghĩ rằng cả hai đang khuyến khích lẫn nhau, cô cũng không nghĩ nhiều. Sau khi ăn xong, Chi Ưng lên lầu để giấu món quà tặng cho So Ha. Tình cờ nhìn thấy chiếc túi, lúc này cô mới biết người lái xe gây ra tai nạn chính là bố của cô. Cuối cùng cô cũng hiểu những gì So Ha vừa nói khi nãy. Chi Ưng quay trở lại tầng 1, ôm So Ha thật chặt, rồi gọi điện cho anh trai, bảo anh trai trông chừng bố. Rất nhanh Chi Ưng đã trở về nhà, bảo ông bố ngồi ngay ngắn lên. Cô hỏi bố mình có nhớ gì về vụ tai nạn năm 1988 không? Hóa ra ông nợ 7 triệu won, giám đốc bang đề nghị sẽ xóa nợ cho ông, miễn ông ta lái chiếc xe Ben đó là được. Ông bố biện minh rằng mình làm vậy là để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên vụ va chạm đã khiến hai người tử vong và một người bị thương nặng. Ông bố cảm thấy mình chả làm sai gì cả, ngược lại bảo con gái phải giấu chuyện đó đi trong lúc hẹn hò với So Ha. Mới lại chuyện này thì chỉ có mỗi cô là thiệt thòi. Chi Ưng thực sự rất thất vọng về bố mình. Cô che mặt mình lại để không lộ ra điểm yếu. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Chi Ưng cảm thấy bố mình không phải là con người. Và nói đây cũng là lần cuối cô và ông gặp nhau trong kiếp này. Nói xong, Chi Ưng đứng dậy và rời đi. Tuy nhiên năm đó trong lúc ông bố đang lái xe, phanh đột nhiên không ăn. Sau khi vụ va chạm xảy ra, ông bố đã không gọi điện cho cảnh sát mà lựa chọn bỏ trốn. Ở bên này, không biết là muốn bảo vệ Chi Ưng hay là muốn quên đi quá khứ. So Ha đã đốt tất cả các tài liệu liên quan đến bố Chi Ưng và sự yếu lý lịch của cô ấy. Có một cuộn băng rơi ra ngoài, thời gian được đánh dấu trên đó là ngày xảy ra tai nạn. Đồng thời lúc này, Chi Ưng đang nói chuyện với Hana, muốn xem ai ở trong tập đoàn MI đã ra lệnh giết người. Hana nghĩ rằng người thấy So Ha gai mắt nhất sau khi cô chết, người có thể dễ dàng cướp mọi thứ nếu So Ha chết, chỉ có thể là giám đốc Trang. Vì vậy Chi Ưng ngay lập tức tìm đến giám đốc Trang. Cô hoàn toàn nghi ngờ bà ta đứng sau vụ tai nạn xe hơi. Bố của So Ha đã đưa cho cô một phong bì tiền và bảo cô giữ im lặng. Tuy nhiên giám đốc Trang cho rằng con trai của chủ tịch suýt nữa thì chết, nhưng ông ấy lại bắt cô im lặng để bao che cho bà ta. Mặc dù nghe có vẻ lãng mạn, nhưng giám đốc Trang nói rằng bà tuyệt đối không làm việc gì khiến chủ tịch phật ý. Dù sao thì bà ta cũng cần phải sống. Nói cách khác, bà ta không phải là chủ kẻ mưu đằng sau. So Ha mở cuộn băng lên nghe, giọng nói của giám đốc băng phát ra từ bên trong. Chợt có người mở cửa bước vào, giám đốc băng vội tiến lên chào. Máy ghi âm chưa tắt, người này nói rằng mình đang tìm kiếm người lái xe tải. Nghe giọng nói này, So Ha không dám tin, anh đã nghe lại nhiều lần. Đồng thời, Chi Ưng cũng đã hiểu, người mà chủ tịch muốn bao che, người mà So Ha tuyệt đối không được phát hiện, chính là cậu của So Ha. Hóa ra ông cậu đã dùng đến 40 triệu won để trả nợ cho bố Chi Ưng, với điều kiện phải gây ra một vụ va chạm nhỏ. Chi Ưng rời đi mà không nói gì, chuyện gì vậy? Bắt đầu phiền phức rồi đây. So Ha bên này không dám tin, người cậu anh luôn tin tưởng, yêu quý, tại sao lại muốn hại anh? Anh không thể chấp nhận thực tế này cho dù như nào đi chăng nữa. Không chỉ người thân đã gây ra tai nạn, mà còn có nhiều trái tim đã bị tổn thương trong vụ tai nạn xe hơi. Cho Won không thể chấp nhận cái chết của chị gái. Mẹ của chị gái thì rửa mặt bằng nước mắt. Do Jun còn quá trẻ nhưng lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đổ lỗi cho anh. Còn có cả chị gái bảo vệ anh bằng cả mạng sống. So Ha hoàn toàn suy sụp. Rất nhanh Chi Ưng đã đến nhà của So Ha. Cô bước vào trong thì thấy chiếc túi. Cô cũng đoán rằng dữ liệu bên trong đã bị đốt cháy. Cuối cùng cũng hiểu được trái tim của So Ha rối rắm như thế nào. Vì vậy cô đi lên tầng 2, đập vào mắt cô là So Ha đang ngồi cuộn tròn trên mặt đất và những giọt nước mắt trên khuôn mặt. So Ha lẩm bẩm, anh mới là người đáng bị nguyền rủa. Chi Ưng không nói gì, chỉ nhìn vào So Ha, quyết định giúp anh ấy cảm thấy bớt tội lỗi. Cô đứng dậy và ngồi vào đàn piano. Bản nhạc mà Chi Ưng đàn khiến ký ức của So Ha ngay lập tức ùa về, bởi vì cô ấy chơi đúng thứ mà chị gái đã từng chơi. So Ha hỏi Chi Ưng sao biết được bản nhạc đó, vì chị chính là tác giả của nó. Khi nào nhớ ai thì đánh thử, tâm trạng sẽ khá hơn nhiều đó. Jun Chu Won đã nói vậy, phải không? Sao em lại biết chuyện đó? Bởi vì em từng là Jun Chu Won.